tí 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 đây. Mong gặp các bạn cho Ad hỏi một câu. Anh em chúng mình ơi, gu thích con gái của anh em là như thế nào nhỉ? Có phải những chị em chân dài, xinh xắn nhẹ nhàng không? Cha cha, chắc ai cũng thích rồi. Nhưng có những chị em khiến cánh mày râu và cả chị em của chị em cũng vừa thích vừa hâm mộ, ngả cả mũ cơ. Các bạn có biết những cô tấm đội mũ nồi xanh không? Vừa nhẹ nhàng nhưng cực kỳ chất với bản lĩnh mạnh mẽ hơn cả anh em đấy. Ad dẫn các bạn đi xem những bông hồng thép ấy đang làm gì ở phương trời đang gầm vàng xung đột và chiến sự nhé. Let's go thôi anh em. Nhìn thấy phụ nữ giờ thích thật, nhớ lại cảnh xã hội phong kiến cũ ngày xưa, về chiến tranh, về hoàn cảnh gia đình trọng nam khinh nữ, lại ngấy. Nhưng đấy là chuyện xưa như môn lịch sử rồi người ơi. Phụ nữ bây giờ không phải ngập trong những đau buồn như mị hay chị dậu nữa đâu. Xã hội mới hiện đại, tân tiến hơn, khi vị thế của người phụ nữ ngày càng được coi trọng, xứng tầm ngang hàng với những người đàn ông. Mà nhiều chị em còn mạnh mẽ hơn cả cánh mày râu ấy chứ chẳng đùa. Đấy, các chế chỉ cần nhìn những bông hồng hiếm hoi đang đi gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là rớt cả kính để nhìn theo ấy chứ. Gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc mà chúng ta hay xem trên TV chính là một cách giúp đỡ những nước bị tàn phá do xung đột để tạo ra các điều kiện cho hòa bình. Những quân nhân gìn giữ hòa bình theo dõi và giám sát tiến trình hòa bình trong những vùng hậu xung đột và giúp đỡ những cựu chiến sĩ trong việc thực hiện những thỏa thuận hòa bình mà họ đã ký. Các sự trợ giúp như vậy có nhiều dạng, gồm phương pháp xây dựng lòng tin, thỏa thuận về việc chia sẻ quyền lực, hỗ trợ bầu cử, củng cố luật pháp và việc phát triển kinh tế, xã hội. Lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc có thể bao gồm những người lính, những cảnh sát dân sự và các dân thường khác. Anh em nào muốn đi để xung phong nào? Việt Nam cử lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo đường lối đối ngoại của đất nước với thế giới từ năm 2014. Thời điểm đó tất cả đều là nam giới, nhưng cả thế giới đều nhận ra có phụ nữ tham gia là điều cực kỳ cần thiết. Đến tháng 1 năm 2018, Việt Nam lần đầu tiên cử nữ sĩ quan tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc theo hình thức cá nhân, với vị trí sĩ quan tham mưu tác chiến tại phái bộ Nam Sudan. Kể từ đó đến nay, chỉ có rất rất ít bóng hồng đạt đủ tiêu chí quân đội Việt Nam để đi gìn giữ hòa bình. Nói thế để các bạn biết mức độ khó khăn khắc nghiệt đến thế nào, vượt qua thử thách tập huấn của Việt Nam khó thế nào. Khó là thế, nhưng số lượng bóng hồng Việt Nam đạt tiêu chí so với thế giới lại là con số ấn tượng nhé. So với tỷ lệ trung bình của Liên Hợp Quốc dưới 10%, thì Việt Nam đã có 45 nữ quân nhân trong đội hình bệnh viện dã chiến cấp 2, chiếm đến gần 20% đội hình tham gia trên thế giới. Song đội công binh Việt Nam có 21 nữ quân nhân, chiếm gần 12%, trong khi có một số đội công binh gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc của các nước không có nữ quân nhân nào tham gia. Wow! Tính tổng 75 trong tổng số 512 quân nhân Việt Nam được triển khai đến phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc là nữ. Trong đó có 9 nữ sĩ quan đi theo hình thức cá nhân, 21 nữ quân nhân thuộc đội công binh số 1 và 45 nữ quân nhân thuộc các bệnh viện dã chiến cấp 2 là người Việt Nam. Còn lại đều là nam giới anh em ạ. Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến chia sẻ trên Sputnik News, đây có thể xem là tỷ lệ đáng ngưỡng mộ. Song Việt Nam nhận thức rằng, để có sự tham gia bền vững của phụ nữ trong lực lượng gìn giữ hòa bình, đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của Liên Hợp Quốc, chúng tôi sẽ còn gặp rất nhiều khó khăn. Phó Tổng Thư ký Jean-Pierre Lacroix nhận định rằng, chúng tôi sẽ cố gắng để tăng thêm số lượng này và hy vọng Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn, không chỉ quân đội mà cả cảnh sát tham gia. Sự tham gia của các nữ quân nhân ở các phái bộ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc đã tạo ra một sự khác biệt tại các địa phương, cộng đồng. Tôi đã nhìn thấy điều đó khi thấy thăm IBI, Nam Sudan. Đây đây, điều mà chúng ta muốn biết đây. Xem chị em phụ nữ Việt ra nước ngoài làm gì nhỉ? Chắc chắn đó là những nhiệm vụ không dễ dàng gì rồi. Ở nơi ấy giá rét hay ở nơi ấy nóng rát? Tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc được đánh giá là nhiệm vụ khó khăn, nguy hiểm, đòi hỏi lực lượng tham gia phải có sức khỏe tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, kiến thức quân sự và chuyên môn tốt, giỏi ngoại ngữ, có phẩm chất đạo đức, kỹ năng sinh tồn. Ad hé lộ một chút về kỹ năng sinh tồn mà họ được huấn luyện cho mọi người nhé. Phái bộ Trung Phi và Nam Sudan, nơi căn bệnh sốt rét là cơn ác mộng với lực lượng mũ nồi xanh. Chị em được huấn luyện cách đuổi muỗi bằng cách đốt một đống lửa, lấy lá ẩm chất lên, khói bốc lên sẽ xua đuổi muỗi, côn trùng và thú dữ. Các vùng châu Phi khô cằn, các chị em phải biết cách tìm nguồn nước, phân biệt loại rau an toàn để ăn, nấu chín thức ăn trong rừng mà không cần nồi niêu song chảo là một trong những kỹ năng sống còn không nhỏ với các học viên. Muối được tạo từ đốt cỏ chanh, lấy cho dùng thay muối, thực hành cách đặt bẫy thú rừng. Và đặc biệt đó là yếu tố bí mật trong sinh sống, đi lại hay khi làm nhiệm vụ. Cuộc sống không biết ngày mai thế nào vì bão đạn vẫn có thể ập đến bất cứ lúc nào. Tính mạng treo như ngàn cân níu lấy sợi tóc.
thực sự quá ngưỡng mộ các chị. Các chàng trai bây giờ có làm được như thế khi chẳng may lạc vào rừng như này chưa? Chưa kể tiêu chí rất quan trọng nữa là phải thạo ít nhất một loại ngoại ngữ là tiếng Anh và phải ở mức IELTS 6.5 trở lên nha các chế. Mặc dù Liên Hợp Quốc quy định trước khi đi làm nhiệm vụ, nếu thấy nhiệm vụ đó nguy hiểm, không đảm bảo an toàn tính mạng, thì người được giao nhiệm vụ có quyền từ chối. Nhưng các sĩ quan Việt Nam chưa bao giờ áp dụng quyền này, dù rất nhiều lần đi làm nhiệm vụ phải vào vùng giao tranh. Đối với các nữ quân nhân, những khó khăn, thách thức đó lại nhân lên gấp bội do đặc điểm sinh học tạo nên sự khác biệt so với nam giới về sức khỏe, tinh thần, tình cảm. Những rào cản khó khăn đó không cản bước các chị được. Lực lượng nữ quân nhân xung phong lên đường với một khí thế quyết tâm, ở nhiều vị trí với vai trò khác nhau như sĩ quan tham mưu, quan sát viên quân sự, huấn luyện, quân y. Ngoài thời gian công tác, làm việc theo chỉ đạo của Liên Hợp Quốc, các chị còn giảng dạy, hỗ trợ các bà mẹ về những kinh nghiệm, kiến thức cơ bản trong việc nuôi dưỡng, chăm sóc con, hỗ trợ người dân, đồng sự ở phái bộ may khẩu trang phòng chống đại dịch COVID-19, tổ chức thăm khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho người dân và các nhiệm vụ liên quan đến bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Họ đã lan tỏa thông điệp về một đất nước yêu chuộng hòa bình, có trách nhiệm với cộng đồng quốc tế, sẵn sàng chung tay giải quyết các vấn đề mà cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt. Nữ quân nhân Việt Nam được Liên Hợp Quốc đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, khả năng hoàn thành nhiệm vụ, khả năng thích ứng với các yêu cầu khác nhau của công việc. Kể từ năm 2020, nước ta đã có 4 sĩ quan được tuyển dụng, làm việc tại Cục Hoạt động Hòa bình, tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York và MIN USA. Tại Cộng hòa Trung Phi, Trung tá Nguyễn Thị Liên, cán bộ tham mưu huấn luyện đã chủ động thuê máy may, mua nguyên vật liệu, may hơn 500 chiếc khẩu trang, tặng miễn phí cho các đồng nghiệp trong phái bộ gìn giữ hòa bình và người dân thủ đô Bangui. Jean-Pierre Lacroix phải khen ngợi. Những nữ nhân viên gìn giữ hòa bình có mức độ tin cậy cao hơn và họ là những hình mẫu đặc biệt cho phụ nữ và trẻ em gái trong nước. Phụ nữ Việt Nam trải qua hàng nghìn năm xây dựng vì sự toàn vẹn lãnh thổ, đấu tranh chống thiên tai, duy trì nói giống Việt, đã kiến tạo nên những đức tính mang bản sắc dân tộc truyền thống ở người phụ nữ Việt Nam. Xuyên suốt tiến trình hành trình và phát triển, người phụ nữ luôn có những quyền góp phần nhất định vào mọi thay đổi của xã hội vì nền hòa bình, thống nhất và văn minh nhân loại. Công nhận thật mắt lòng người Việt khi cả thế giới luôn biết ơn sự cống hiến của các chị. Không biết mọi người thế nào, chị hết cảm thấy rất vinh dự và tự hào là đồng hương của những bồng hồng thép đội mũ nổi xanh. Anh em quốc tế nào muốn gia nhập câu lạc bộ fan hâm mộ thì về với đội của S nhé. S đi xin chữ ký cho nhé. Về với đội của S dễ lắm, chỉ cần subscribe kênh, like và share video rồi comment vào cho S thì kiểu gì các bạn cũng được ngắm thấy các chị em hàng ngày ấy chứ. Còn bây giờ S xin tạm biệt tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn nhé!